Dự án nhà máy sản xuất ô tô của tập đoàn Thành Công có diện tích xây dựng gần 180 ha, trong đó 149 ha trong phạm vi quy hoạch của khu công nghiệp Việt Hưng giai đoạn 2, 30 ha trong phạm vi quy hoạch của khu công nghiệp Việt Hưng giai đoạn 1. Đối với diện tích trong phạm vi quy hoạch của khu công nghiệp Việt Hưng giai đoạn 2, thành phố Hạ Long hiện đã hoàn thành kiểm đếm trên 350 hộ bị ảnh hưởng, trong đó đã phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng 310 hộ và chi trả tiền cho 270 hộ. Đối với các hộ còn lại, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và phường Việt Hưng đang tập trung hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt các phương án đền bù giải phóng mặt bằng trong tháng 11 này. Còn lại là trên 40 hộ, chúng tôi đang tập trung là chuyển toàn bộ các hồ sơ yêu cầu Ủy ban nhân dân phường xác minh bổ sung đầy đủ nguồn gốc và trình Ủy ban thành phố phê duyệt trước 30 tháng 11 và tập trung hoàn thiện phương án và cố gắng phấn đấu bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư là trước 15 tháng 12 đối với 50 hecta làm trong vùng lõi để xây dựng nhà máy. Còn toàn bộ phương án còn lại thì chúng tôi đã tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành công tác phấn đấu hoàn thành các giải phóng mặt bằng trước 31 tháng 12 2019. Đối với 30 hecta trong phạm vi khu công nghiệp Việt Hưng giai đoạn 1, Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các hạng mục hạ tầng để bàn giao cho tập đoàn Thành Công triển khai xây dựng nhà máy theo đúng tiến độ. Hiện nay chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với tập đoàn Thành Công để triển khai các cái hạng mục thi công của dự án để cố gắng trong cái trước 31 tháng 12 năm 2019 chúng tôi hoàn thiện cái công tác đền bù giải phóng bằng và trước 28 tháng 2 năm 2020 chúng tôi sẽ hoàn thiện cái hạng mục săn nền và trước 30 tháng 4 năm 2020 thì sẽ hoàn thiện toàn bộ cái hạ tầng kỹ thuật chung và bàn giao toàn bộ cái diện tích 30 ha cho tập đoàn Thành Công. Dự án nhà máy sản xuất ô tô của tập đoàn Thành Công là một trong những dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Sau khi hoàn thành đi vào hoạt động sẽ đóng góp lớn vào số thu ngân sách của tỉnh, đồng thời thúc đẩy các ngành công nghiệp phụ trợ khác cùng phát triển.